Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là lồng quạt. Lồng quạt hay là tấm bao gió, tấm hướng gió của dòng xe em Mitsubishi Triton và Vario Sport. Thì chất liệu đây các bạn nhìn đây được làm bằng nhựa. Chất liệu này được làm bằng nhựa. Đấy, chất liệu được làm bằng nhựa. Đấy. Sản phẩm được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đấy. Như vậy anh em, trong quá trình khi mà cái này nó nằm ngay ở đầu xe và ngay phía trên, phía ngay ở phía chỗ đầu xe, và nó đựng cái cát nước, cái dàn nóng cát nước và cái lồng quạt. Đây là cái lồng quạt các bạn. Cái quạt và làm mát cát nước sẽ nằm ở đây. Đấy. Giữ cố định cho cái cát nước của chúng ta. Như vậy khi mà các bạn lưu thông xe trên đường mà nằm ngay ở đầu xe thì chất liệu bằng nhựa này, thì chúng ta đâm va quệt thì dẫn đến gãy vỡ mất cái lồng quạt này. Thì lúc đó bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em mà có nhu cầu cần thay thế và sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt. Website phụ tùng Mitsubishi.vn.